Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha mọi người. Và video ngày hôm nay thì Khải sẽ show cho anh em một cao thủ cái bang. Ở trong những tất cả trận tống kim thì anh em cũng bảo Khải như hôm qua Khải mới đánh xong thì anh em bảo Khải sơ đồ của anh thành nát đi, lâu rồi không thấy có thay đổi gì không. Thì ok, đây Khải show anh em xem. Hiện tại đang sở hữu mình vòng hạng Võ Lâm Liên Đấu hạng 2, Võ Lâm Minh Chủ hạng 2. Đó, chắc chưa? Rồi anh em cùng xem con ngựa và cũng như đồ thử nha. Hiện tại đang đã lên được vòng sáng của con ngựa Phi Vân rồi. Và Khải vừa tìm hiểu thì con ngựa này ảnh ép lên hết là còn tốn hơn hơn 20 triệu Việt đồng để lên cộng 5 rồi, hơn 20 triệu Việt đồng. Đó. Phá vô đây. Khải cho anh em xem. Đây anh em ơi, đây và đang sở hữu như mình một con phi dân như Khải vừa nói này, 20 triệu Việt đồng. Tại vì là phi dân thì nó tầm giá khoảng 4 đến 5 triệu đó, mà ép từ 1 đến lên kháng cả năm là mất rất rất là nhiều tiền, nó lên được 5 chứ không phải đơn giản nè. Anh này kêu là ép hết 20 triệu thì ok, thì mình nghe vậy thôi. Chứ còn mình cũng không rõ nha anh em. Tại vì thiệt chất ra thì con ngựa mua ở server thì khoảng tầm, nếu mua lúc đầu thì nó là 5 triệu, còn về sau thì nó khoảng tầm 3 triệu, và cho đến bây giờ thì nó khoảng tầm 2 triệu con này thôi anh em, 2 triệu ngựa. Còn ép lên khác tất cả thì đó là một vấn đề nữa nha anh em, một vấn đề nha. Rồi chúng ta cùng đi theo cây vũ khí. Đã đang sử dụng mình một cây vũ khí top 30 băng sát 66, đạt mốc 50, 52 băng sát rồi, và sát thương 20 kháng hỏa 10, đi kèm với một gia truyền kháng cả 18. Gia truyền này quá đẹp. Gia truyền này từ lúc đầu server thì gia truyền này mua 5-7 triệu nè, còn tầm này khả nghĩ nó chỉ còn tầm nửa giá thôi, nửa giá thôi, tại vì server đã cũng hơn 6 tháng rồi, đồ đạc thì nó cũng hơi nhẹ nhẹ giảm giá một chút chứ không, nó không có dành cái số tiền giá cũ được. Đây tiếp tục chúng ta cũng gọi đến một cái áo định quốc 47. Áo định quốc 47 này thì theo Khải cảm nhận cũng như là Khải suy đoán thì cái áo này ở server tầm từ 3 đến 5 kim, 3 đến 5 kim là đạt mốc 47 nha nè. Còn lại những cái áo mà 41, 42, 43 đến 46 thì nó cũng tầm 2 đến 3 kim nè. Còn cái áo này Khải nghĩ nó sẽ gấp đôi nè, cao lắm là 7, cao lắm là 7 kim. Đó. Rồi, một cái nón thì 19, 40 rồi, sinh lực lực kháng hỏa đẹp rồi. Bột tây. Bột tây sinh lực lực làm chậm 40. Đai lưng kháng băng 25, thì giống độc 20, sinh lực lực quá đẹp. Một cái nhẫn 19, 20 sinh lực lực. Nhẫn trên kháng lôi sinh lực 129. Giày tóc 40, kháng lôi 19, nội lực 81. Ngọc bội thời gian 140, sinh lực lực. Ngọc bội này thì hơn hồi đầu server thì có thể lên giá từ 1 đến 2 triệu. Nhưng mà tầm này thì cao lắm, cái ngọc bội này mua cao lắm là 10 kim nữa. Tại vì tầm này thì đồ đạc cũng như là trang sức này nọ, nó ra làm chậm này nọ các kiểu rất là nhiều. Là những cái trang sức như thế này thì gọi là hàng hiếm đấy. Nhưng mà đó chỉ là những giai đoạn đầu thôi. Tầm này thì nó cũng khá là rẻ. Nói chung set đồ này cho cái ngọc bội này 10 kim. Theo giá hiện tại thì ngọc bội này tầm 10 kim. Bao tay này khoảng tầm 4 kim. Nhẫn này cũng tầm 1 kim 15. Hai cái này thì cũng tầm 2-3 kim. Nói chung là cả set đồ này thì Khải nghĩ 1 triệu, 1 triệu bên này. Gia trì này khoảng tầm 3 triệu, 4 triệu. Bóng này hồi đầu ông mua chắc 5 triệu ấy. Nó cho 9 triệu đi. 9 triệu với cái giày này cũng khá là bình thường. Đang lôi tóc 40. Chú ngựa, nói chung là tổng set đồ này cũng trên dưới 25 triệu nè, cũng không có khác gì mấy. Nó mắc mắc là con ngựa thôi. Nó mắc nhất vẫn là con ngựa thôi nè. Đó. Gần gần khoảng 30 triệu nếu mà tính luôn vũ khí ngựa và những trang bị còn lại thì Khải nghĩ ạc này cũng dạng vào hàng VIP rồi nè. Ạc này thì theo Khải biết ạc này full và long mặt tịch, full tại thì kinh rồi nha nè. Và cấp thì Khải nghĩ chắc cũng chậm 120 rồi đấy, không biết đâu. Hơn 120 rồi đấy. Cái bang anh thành nát này 117. Nhưng mà Khải nghĩ là 120 rồi đấy, tại vì tầm này thì cũng ăn Evan hết rồi mà, 120 rồi đấy. Chưa cập nhật thôi, chưa cập nhật hàng thôi nè. Ạc này trước khá là khủng. Đến bây giờ vậy, hiện tại đang sở hữu 3 kỹ năng vốn có. Phi phong này, với lại càn khôn 2 trên đầu. Chung là ạc này thì trên dưới cả đồ thì Khải thấy gần 30 triệu rồi nè, hơn hơn 30 triệu đó, tầm cái giá đó. Rồi, nói chung anh em xem video thì đừng quên
cho anh Thành Nát một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Khả một like chia sẻ nha. Anh em nào thích xem đồ của cao thủ nào nữa thì comment bên dưới, Khả sẽ soi anh em xem cho vui nha. Đừng quên cho một like mạnh nha anh em.